Xong rồi, màu thế. Màu thế. Rồi đi. Cho ai đưa đi. Chào cho khỏe chị. Dạ. Quảng cáo sản phẩm chà đi chị. Nóng chị nha. Cái này hả cô? Bên trong này nè cô, 50 cái xô gói hả cô? Bên mình là chà nguyên chất mà nó chỉ là cái lực nha. Cái này hàng công ty á cô. Dạ. Cái này được. Cái này là hàng công ty á, chất lượng đi ạ. Cô. Cô yên tâm ạ. Mỗi thử mỗi người nếm cái cho nó vui thôi. Cắt cho cô. Cắt luôn, cắt luôn. Uống trà xong rồi phải thả ra.